a welterweight title fight between Royce Gracie and Grandmaster. Grandmaster, set to enter the octagon and take out the champion and leave with the UFC welterweight belt around his waist. As he makes his way towards the cage, his preparation has been perfect. He is in fantastic shape, had an amazing camp, and he believes that he is in the perfect position to become the new champion of the world. As he steps into the octagon right now, he steps in with a champion's mindset. Grandmaster steps into the octagon, and this time, he wants to lead with the belt. Royce Gracie making his way to the octagon, looking to once again defend the title. Royce Gracie has probably done more to change the face of martial arts than any man in history. He is a true living legend, a world-class jiu-jitsu master with unbelievable heart. At UFC 2, he beat four men in one night. Royce Gracie enters the octagon, set to defend his UFC welterweight title. Take for this welterweight championship fight. Grandmaster is 6 years his elder. He is 3 inches taller. Gracie will have a 1-inch reach advantage. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge of the octagon, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, this man is a Taekwondo fighter, making his professional debut here tonight. He stands 6'3" tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Ho Chi Minh City, Vietnam. Presenting the challenger, Grandmaster. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 13 wins, 2 losses, and 2 draws. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Rio de Janeiro, Brazil. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, Royce Gracie. Championship out. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Coach Gloves. Wow, I cannot wait for this fight to begin. Royce Gracie, first one, you ready? Grandmaster. Are you ready? And go. Here we go. The welterweight title is on the line. Tonight's main event of the evening is scheduled for 5 5-minute rounds. He got a flying armbar. It's very close here. Looking to finish this fight. Outstanding. It's over. Outstanding. It is all over. Great job in establishing that submission. Once again, here's our fight replay.
And here we see it from another angle. Beautiful technique here. And the tap. And let's watch it here one more time. Deep submission and the tap. With the official decision, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 36 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out and new. Grandmaster is the new UFC welterweight champion. Makibo giờ tìm đâu có thiếu tiền nhiều không dám tiêu ai mà dám yêu nhà giàu đất vách chắc gì đã có phong cách của một dân chơi thời nay người ơi theo mà chơi chất nhiều hơn vô kể sống rất bao dung thật tâm tử tế chơi nào tính toán không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất vẫn quất rồi. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người, chỉ khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi quá rộng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Người vì giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, như nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng sấm ti. Đó rút chưa? Chơi chất nhiều hơn vô kể, sống rất bao dung thật tâm tử tế. Chơi nào tính toán không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất vẫn quất rồi. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người, chỉ khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi quá rộng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng sáng tí. Quá dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng sáng tí. Em lại bỏ mặc anh thì làm sao em trong anh tình mặc có sao ta giờ đây bước qua đời nhau rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau và có
chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, dù trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối vì ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau? Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày đấy ra anh khi em mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ mình từng chung lối.